Chào các bạn, hôm nay thì mình có một người em đi cái xe phân khối lớn đến đây để chơi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ một chút về cái cách lấy bằng hoặc là cách để thi bằng để xem thế nào nhé. Chào mọi người. Bằng này là đại thi bằng là đổi từ 50 lên hay là thi đổi từ Việt Nam sao? Đổi bằng từ Việt Nam sao? Đổi từ Việt Nam. Có phải là qua 50 xong rồi mới lên 125 hay là lên thẳng luôn 125? Có thẳng là 125 luôn. Thẳng 125 xong là có phải thi lý thuyết hay thực hành gì không? Lý thuyết thì mình thi 10 câu lý thuyết xong rồi thực hành ra thi thực hành luôn. 10 câu tiếng Việt hay tiếng Nhật? 10 câu tiếng Việt, nó cũng dễ lắm. Dễ kiểu là đèn đỏ mình có dừng lại hay không. Nhìn nó dễ mà khó không phải là khó mà nhìn nó dễ lắm. 10 câu. Ngày xưa anh thi ở cái chỗ My School thì nó toàn tiếng Nhật. Có mấy chỗ ở tiếng Nhật, nhưng mà đổi ở Phú Cư này đổi ở chỗ Izuka. Izuka có tiếng Việt. Ra Izuka đấy gần chỗ đấy có. Bạn nào ở Phú Cư thì đến Izuka để đổi bằng nhé, có tiếng Việt đấy. Nhìn cái xe này là xe 125 mà nhìn như xe phân khối lớn. Đấy. Mình thi 4 lần mình mới đỗ được cái bằng 125. Thi 4 lần. Cái bằng này hầu như là mọi người đi thi đều là vài lần mới đỗ đúng không? À, cũng giống như người một lần đỗ. Một lần đỗ cũng hơi khó. Hai lần thì cũng có. Hai lần thì cũng nhiều. Một lần thì hơi khó. Trước khi thi nó có cho mình chạy thử không? Chạy thử xe của nó ấy. Chạy thử sân thì nó cho chạy một vòng tròn thôi anh ạ. Chạy vòng tròn. Và xong rồi thế là xong rồi thôi, còn lại một kiểu xa hình đó. Nó không cho chạy ở xa không hình. Không cho xa hình. Xa hình là mình đến sớm khoảng tầm 1 tiếng 30 phút mình đi bộ xa hình ấy. Cho nó quen đường. Cho nó quen đường xong là mình đi. Cũng có các cái hình chữ S với cả lên dốc xuống dốc nhỉ? Cũng như bên mình nhỉ? Không anh ạ, người hình đi hình chữ S, hình chữ L. Xong qua một cái đoạn cầu cũng phải tầm ngang rưỡi tay ấy. Trượt xuống cái là xịt ạ? Trượt xuống cái là nó từ điểm. Xịt thì vẫn không xịt, nó vẫn từ điểm. Nhưng với mấy bạn đi xe MT thì nếu mà có chết côn ấy, côn mà chết côn nó vẫn cho được cho đi tiếp. Bị từ điểm nó vẫn cho đi tiếp. Ở xe này xe côn nhỉ? Quên. Bằng 125 Việt Nam mình đổi được bằng xe côn. Đúng không nhỉ? Có ai đổ xe tự động không? Không? Hay là mọi người đều là đổ xe côn hết nhỉ? Không, xe tự động ở Nhật này xe tự động cũng đổ nhiều. Người ta toàn đi xe ga thôi, xe ga nhiều. Nhưng mà mình đổi lên bằng này thì mình đi được cả hai xe đúng không? Cả xe ga và cả xe côn luôn. Còn đổi xe ga không thì lại không đi được xe côn. Xe côn này xưa. Như Việt Nam thì dễ. Nếu lên xe, thích xe nào, ngồi lên xe đấy xong rồi đi cũng bằng như nhau. Ở Việt Nam mình nó không phân biệt loại bằng cả loại xe nhỉ. Vâng. Sau này có cái bằng này rồi thì lên ô tô lại dễ. Lên ô tô thì bớt được phần lý thuyết nhưng mà vẫn phải học thi phần thực hành. Đây là nhìn xung quanh xe trước này cho mọi người xem. Xe này tên là gì đấy? Aprilia. Aprilia, đây chắc là tên đây. Tên này số khung rồi. Kiểu TVK. Xe này của Italia, không phải xe của Nhật. Thế nên là phụ kiện xe này cũng đắt. Không phải đắt mà là khó đúng không? Không phải đắt nữa. Khó. Xe này ở bên Việt Nam có mấy chiếc nhỉ? Ở Việt Nam ít xe này mà đắt nữa. Xe 125 mà nhìn như xe phân khối lớn. Tổng là bao nhiêu tiền? 23 man mua lại. Mua xe lại 23 man là khoảng 46 triệu tiền Việt Nam. Rất là rẻ. Chạy bao nhiêu cây rồi? 8.000. Chạy 8.000 thì cũng được nhỉ. 8.000 vẫn chưa được 1 vạn. Cũng có thể là hơn 1 vạn là người ta quay công tơ chẳng hạn. Một xe này về thì vẫn chưa phải sửa sang gì đúng không? Vẫn để nguyên mà chạy đúng không? Lốp vẫn còn rất là sâu. Mua cái xe cũ này thì mình không dùng được cái bảo hiểm cũ của chủ cũ. Mình sẽ phải
mua bảo hiểm mới riêng này. Bảo hiểm này là 2 năm. 2 năm là mấy sen nhỉ? 9 sen. Nó khoảng gần 2 triệu nữa. Bảo hiểm bắt buộc. Và nếu mà muốn đi xe đến công ty làm thì sẽ phải mua một loại bảo hiểm nữa là bảo hiểm tự nguyện. Cũng giống như ô tô. Lổ máy đi cho mọi người nghe tiếng máy xem nào, xem có giống xe phân khối lớn không. Xe này thì vẫn chưa chế bô, vẫn là bô cũ của nó. Xe chạy hơn 8.000. Cái này nó không có đồng hồ công tơ mét mà nó là các cái số nhỉ. Cái này là vòng tua máy đúng không? Chứ không phải là chạy bao nhiêu km trên giờ. Cái chỗ này nó có hiện không? Hiện lên chạy bao nhiêu km trên giờ. À chỗ này. Chỗ này là kim xăng hay kim dầu? Cái này là độ mát máy hay cái gì? Đúng không? Không phải là xăng đúng không? Có cái hình này. Ở ô tô cũng có cái hình đấy. Cái này có quả đầu xe rất là chất. Cứng nhỉ. Ở Nhật có cái xe này thì đi làm nó tiện nhỉ. Trời mưa thì hơi ướt một chút, nhưng mà có áo mưa, nhưng mà trời nắng đi thì mát này. Rồi đi làm về đêm hôm thì cũng đỡ mệt đấy, đúng không? Ở đây cho mọi người xem. Hôm trước có bạn nào hỏi cái đèn xe ở Nhật Bản nhỉ. Đèn xe máy thì không thể nào mà tắt được. Xe này hay là cái xe 50 cũng vậy, đèn thì cũng bật suốt này. Có cái đèn giữa tắt được này. Cái này thì nó là một cái đèn nháy để ra hiệu cho người khác là nhường đường chẳng hạn ấy. Thì có thể là nháy được, giống như là đèn pha xa ấy nhỉ. Nhưng mà hai cái này thôi thì nó cũng rất là sáng rồi. Đi buổi tối rất là sáng. Đấy, khi mà bật cái đèn giữa thì hai bên nó tắt. Chỉ dùng được mỗi cái giữa. Sáng. Lốp trước là 180-17 MC. Còn lốp sau thì to hơn một chút. Lốp sau chắc là trọng tải nhiều hơn à. Lốp sau là 130-17. Xe này chủ trước đi cũng giữ nhá, cũng giữ, thế nên là lốp nhá vẫn còn mới này. Biển Fukuoka, Fukuoka City, Minamiku. Ở bên này đi có ai ấn còi đâu nhỉ? To lại nhỉ? Đây, con này tổng là 130 cân, nếu mà gửi về Việt Nam là mất tầm 50 man. Phí vận chuyển. Nhìn bộ khung cho mọi người xem bộ khung. Chắc chắn. Xe này là xe
côn 6 số này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 xuống. Lên vẫn là L. 2, 3, 4, 5, 6. Giống Exciter Việt Nam. Đĩa trước cũng to nhỉ. Đây là đĩa trước. Xem đĩa sau. Đĩa sau bên này. Ở đây có một cái chế để gác điện thoại này. Quay đi. Xem nào. Quay xuống đằng này thì vẫn bình thường đúng không? Còn quay lên này thì hơi sát vào cái chân gió. Đây chẳng qua là do mình dùng điện thoại to quá thôi, còn mua cái điện thoại bé thôi. Đỡ. Bình xăng này bao nhiêu lít nhỉ? 14 lít. 14 lít cái bình xăng này. Đổ hết đầy bình xăng này là khoảng 14 lít, là khoảng gần 2 sen. Hiện tại bây giờ là khoảng sen rưỡi 2 sen. 14 lít. 14 lít chạy được khoảng bao nhiêu cây? Tính bao giờ chưa? Chưa tính á. Nhưng mà chắc là xe này nó cũng không tốn đâu đúng không? Đây, xe này về Sài Gòn là 150 triệu. Rất là cao. Gấp 3 lần khi mà mua bên này. Có ghi số lít không? 14 lít. Đây là bình xăng 14 lít. À, chạy tốc độ cao nhất là khoảng 130 này. Giá bán 150 triệu. Rất là cao. Đi làm 2 tiếng bay tộ là đủ đầy đầy bình xăng. Đây mình sang chạy đường phải đến nửa tháng ấy nhỉ. Đây khi nào đổ xăng thì cắm cho nó xuống hẳn cái lỗ này này thì nó không bị tràn đâu. Nó có cái cảm ứng. Này nhìn nó khó nhỉ. Chỉ đang lắc không nghe tiếng. Giống cái xe 50 ngày xưa anh toàn là lắc xong rồi nghe tiếng. Đây là một cái công viên này, trong này chắc hôm nay có cái hội thao gì đó. Đây, giờ mình anh em mình đi về nhà đây. Quay đi. Ngồi sau cái này rất là cao. Đấy. Lái xe quen thì nó không bị chết máy, mình không biết lái à, chết máy.